Kính chào quý vị và các bạn đã đến với tiêu điểm thị trường ngày 7 tháng 1 năm 2024 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Trong lúc này, nhiều nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đang chăm chút cho các loại trái cây tạo hình với nhiều kỳ vọng trúng mùa, trúng giá. Mưa nhiều, thời tiết không thuận lợi, những trái dừa tạo hình hồ lô rụng liên tục. Đây cũng là lý do sản lượng dừa tạo hình của nhà vườn Bến Tre cung ứng cho Tết sắp tới chỉ còn khoảng 2.000 trái. Cái trái dừa, cái nguyên lý của nó là trong là cái mình nước, thành ra là khi cái trái còn non nó sẽ bị tức và nó vỡ, có thể là vỡ phần tên, phần dưới nó bung đó. Thì khi mình làm như vậy đó, thì cái trái dừa hồ lô mình sẽ có một cái tỷ lệ đạt nhất định, nó đậu được khoảng chừng 30% thôi, còn bao nhiêu là nó không đậu được, tại vì do vấn đề mình tạo hình nó cũng gây cái ảnh hưởng cái đầu trái của cây dừa. Không chỉ giảm sản lượng, dù trái cây Tết năm nay cũng khá phập phồng về đầu ra. Nếu như mọi năm, đến đầu tháng 10 âm lịch, nhà vườn các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp đã tấp nập đơn đặt hàng, thì đến thời điểm này cũng chỉ có vài đơn. Dù kỳ vọng vào thời gian cận Tết Nguyên đán, nhưng nhà vườn miền Tây vẫn chủ động tiết giảm chi phí đầu tư nhằm hạ giá bán các sản phẩm trái cây độc lạ. Năm nay, dừa hồ lô đắp chữ nổi có giá bán 250.000 đồng một trái, bưởi hồ lô 1 triệu đồng một cặp. Mức giá này đã giảm từ 10 đến 30% so với năm trước.